Các bạn thân mến, trong video này thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn bài 12 về lập trình PHP và MySQL. Và cũng bắt đầu từ video này thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn về các cái bài video về lập trình cơ sở dữ liệu MySQL. Và trong nội dung bài đầu tiên về lập trình cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ làm quen với MySQL và cách tạo database trong MySQL. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng của OneServer và chúng ta chọn phpAdmin. Và trong cái màn hình phpMyAdmin xuất hiện ở đây thì trong cái phần language chúng ta chọn ngôn ngữ là English, và trong cái phần login này thì các bạn nên sử dụng cái username là root. Đây là cái admin mà có quyền cao nhất trong phpMyAdmin. Và password ở đây thì tôi không đặt cho nên là tôi không nhập nữa, mà chúng ta sẽ nhấn tiếp vào nút Go để bắt đầu vào chương trình của phpMyAdmin. Công việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái database mới. Ở đây tôi sẽ tạo ra một cái database gọi là demo. Và trong cái phần collection này thì chúng ta sẽ chọn ở đây là UTF-8 UTF-8 và Unicode CI. Thì và sau đó chúng ta chọn create thì chúng ta sẽ được một cái database demo ở đây. Và mà khi mà click vào đây thì một cái bảng thoại này hiện ra là Create Table, và ở đây tôi sẽ tạo ra hai cái bảng. Bảng thứ nhất là bảng lớp với hai column. Ở trong bảng lớp này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng tạo ra một cái mã lớp, tức là cái cột đầu tiên là mã lớp, và tôi sẽ lấy cái dạng của nó là nvarchar length. Ở đây thì tôi sẽ lấy nó khoảng 50, tức là cái độ dài ấy. Và ở đây thì chúng ta chọn primary, tức là chúng ta chọn khóa chính là cái mã lớp, và chúng ta click không click vào đây mà tất cả và ở đây thì thôi chúng ta trong phần collection thì thôi, bởi vì cái mã lớp thường chúng ta không viết tiếng Việt. Cái tên lớp thì chúng ta cũng chọn nó là varchar, và trong cái phần collection này thì chúng ta sẽ chọn, bởi vì chúng ta viết tiếng Việt cho nên chúng ta nên chọn nó là UTF-8 Unicode CI. Và ở đây thôi chúng ta không chọn thêm gì nữa, và collection của cái bảng này, của cả cái bảng này thì chúng ta cũng cứ chọn nó là UTF. Sau khi xong chúng ta nhấn set, đúng không? Chúng ta sẽ lấy cái mã tên lớp, chúng ta lấy khoảng 50, bởi vì cái varchar này nó đòi hỏi phải có số lượng, đúng không? Số lượng ký tự sẽ là bao nhiêu, chúng ta set vào đây, như vậy là xong. Tiếp tục chúng ta sẽ create một cái table nữa, đó là sinh viên, một cái bảng sinh viên, và cái số cột của nó ở đây là chúng ta sẽ bao gồm là mã lớp, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc. Như vậy là chúng ta sẽ có khoảng nơi sinh, dân tộc có khoảng 5 cột. Và ở đây tôi sẽ nhấn Go. Đầu tiên là mã lớp thì chúng ta cũng lấy là nvarchar. Ở đây nvarchar tôi lấy là 50 ký tự, và ở đây trong cái phần này chúng ta cũng lấy của nó là primary, tức là lấy khóa chính là cái mã lớp. Xin lỗi, cái này không phải mã lớp mà phải là mã sinh viên, chết thật. Tiếp theo là họ tên, chúng ta lấy kiểu là nvarchar, và nvarchar đây chúng ta cũng lấy khoảng 50 là vừa thôi. Còn đâu các cái giá trị kia collection thì có thể lấy cái Unicode này được, mà không lấy được không sao đâu, bởi vì là chúng ta đặt cả cái table cả cái database nó là Unicode rồi. Tuy nhiên chúng ta cứ lấy cho nó đủ, đúng không? Họ tên, ngày sinh. Ngày sinh thì chúng ta sẽ lấy cái kiểu của nó là kiểu date hoặc là date time, tôi cứ lấy là date time đi, bởi vì tôi có một cái cơ sở dữ liệu này rồi và tôi sẽ lấy nó là date time cho nó đồng bộ, để sau này khi cần thì có thể đăng, có thể là update dữ liệu vào ngày sinh. Và sau đó là đây là nơi sinh, chúng ta lấy dân tộc chúng ta cũng sẽ lấy là varchar, và ở đây tôi sẽ lấy số ký tự khoảng 50. Và nơi sinh, chúng ta sẽ lấy cái này là varchar, bởi vì thực tế ra sau này chúng ta vẫn có thể thêm cột được thì này cũng yên tâm thôi. Cái này chúng ta lấy khoảng 100 đi, đúng không? Và chúng ta xét vào. Như vậy là chúng ta đã có hai cái bảng lớp và sinh viên. Ở trong cái nội dung này thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu với các bạn thêm, khi mà chúng ta cần insert thêm dữ liệu thì chúng ta có thể click vào đây và sau đó nhập các cái nội dung ở trong này. Bởi vì tôi có dữ liệu rồi, tí nữa tôi sẽ update sau. Thì các bạn nhập vào đây, sau đó nhấn go thì chúng ta sẽ insert được dữ liệu. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái khi mà chúng ta sử dụng demo này thì các bạn có thể export dữ liệu ra. Đây là một trong những cái công việc hết sức là quan trọng, bởi vì là khi mà chúng ta muốn lưu trữ dữ liệu vào trong máy tính thì chúng ta chỉ cần chọn đây là export và sau đó chọn go, và nó sẽ cho phép lưu một file demo.sql ở trong này. Chẳng hạn tôi sẽ lấy cái demo.sql ở đây. Đấy, như vậy nó sẽ lưu trữ lại, và khi mà chúng ta mở cái demo, là khi mở cái SQL này lên thì chúng ta sẽ đọc được, bởi vì ở đây tôi sẽ cài cái SQL Server 2008 cho nên là nó sẽ có một số cái xung đột ở đây. Thì sau này khi mà các bạn nếu mà có bị xung đột thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức giải quyết cái xung đột giữa SQL Server và các nội dung kia, đúng không? Thì ở đây thì các bạn thấy là tất cả các cái mã về từ grid database như thế nào, rồi là grid table như thế nào thì chúng ta có thể xem ngay và luôn ở đây. Cho nên là mọi thứ nó sẽ trở lên hết sức là đơn giản khi mà chúng ta grid ra đây. Cho nên là các cái câu lệnh SQL thì ở đây chúng tôi cũng không đề cập nhiều, mà chúng ta chỉ đề cập đến các câu lệnh select, insert, delete và update, để nhằm mục đích là thực thi các cái câu lệnh đó ở trên PHP. Thế cho nên là ở trong cái nội dung này thì chúng tôi chỉ export ra đây, và sau này khi các bạn muốn import nó vào thì chúng ta chỉ cần chọn lại cái file đó. Ví dụ chọn cái tệp này thì chúng ta sẽ có luôn cái tệp đó là demo. Ví dụ như là tôi có data ở đây, cái database quản lý điểm, nhưng cái này cũng không lấy được bởi vì cái này của SQL Server. Thì khi mà chúng ta chọn tệp lên thì nó phải là một cái file .zip. Thế cho nên là sau này khi mà có cơ sở dữ liệu tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các câu lệnh đó. Ở trong nội dung này thì chúng ta đã thực hiện được hai cái bảng lớp và bảng sinh viên. Thì trong các cái video sau thì chúng ta sẽ thực hiện các cái công việc đó là kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL, và từ đó chúng ta sẽ thực hành trong cái việc insert, update và delete dữ liệu vào trong cơ sở MySQL trên nền tảng của PHP, và chúng ta sẽ hiển thị tất cả các cái nội dung đó trên website. Và video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.